not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. We'll have it. So beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful. Tale. I would charge in and rescue you. On a yacht, baby, we would sail to an island where we'd say I do. And if we had babies, they would look like you. It was so beautiful if that came true. You don't even know how very special you are. You leave me breathless. Storybook. We would meet on the very first page. The last chapter would be about how I'm thankful for the life we've made. And if we had babies, they would have your eyes. I would fall deeper watching you give life. You don't even know how very special you are. You leave me
với mong muốn xây dựng và vun đắp một mối gia đình. Ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc sống và trong hôn nhân của hai nhân vật chính Phương Anh và Chí Cường. Lễ đính hôn của đôi bạn trẻ được long trọng diễn ra tại tương gia của gia đình nhà gái. Và để mở đầu cho sự kiện quan trọng này, chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại diện của gia đình nhà trai sẽ có những lời giới thiệu thành phần đại diện của gia đình cũng như những lời phát biểu trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các bà, kính thưa các bác, cô dì, chú bác, đại diện cho hai họ, bốn nhà, tôi là bác của cháu Cường, được sự ủy quyền của gia đình ông bà Trung Chính, thay mặt cho họ nhà trai, lời đầu tiên, tôi xin trân trọng, kính chúc sức khỏe cho ông các bà về dự buổi lễ thành hôn hôm nay, một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, cháu Cường sau khi được sinh ra và lớn lên, bố mẹ cho ăn học và trưởng thành. Ra ngoài xã hội, cháu đi công tác và làm ăn. Với một phần duyên, cháu đã gặp được cháu Phương Anh là bạn. Hai cháu gặp nhau qua những buổi ban đầu quý mến nhau và giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn trong những ngày xa quê. Từ đó các cháu thấy tình cảm nó được nâng lên từ tình bạn là những người xa quê đi lập nghiệp chuyển đến tình yêu. Các cháu thấy mình có những cái điều tâm đồng ý hợp, có thể trở thành bạn trăm năm. Hai cháu đã về nhà thưa chuyện với bố mẹ ông bà và được hai gia đình đồng tình vun đắp cho các cháu. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình ông bà Trung Chính có tổ chức sửa mâm lễ gồm trầu cau, rượu chè, thuốc bánh kẹo. Theo phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam và của hai quê Hải Phòng và Hà Nam, hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình chúng tôi có lễ xin đến để dâng lên bái hiến tổ đường và kính mong gia đình họ nhà gái nhận cái lễ ban đầu để cho hai gia đình làm những việc tiếp theo là tiến tới tổ chức hôn nhân cho hai cháu. Xin cảm ơn những lời phát biểu vô cùng chân thành của vị đại diện gia đình nhà trai đã gửi đến với đàn nhà gái. Cậu kính mời bác Ngô Ngọc Quang là vị đại diện của gia đình sẽ có những lời phát biểu trân trọng, kính mời bác. Kính thưa quý phụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể quý vị, tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác của cháu Phương Anh. Gia đình họ nhà gái chúng tôi có đông đủ ông bà, nội ngoại, cậu cô, bác dì, anh chị em cùng toàn thể bạn bè của cháu. Kính thưa quý vị, cổ nhân có câu: trai khôn thì dựng vợ, gái lớn thì gả chồng. Gia đình họ nhà gái chúng tôi rất vui từ nhã lý của họ nhà trai. Đồng thời gia đình chúng tôi cũng cảm ơn họ nhà trai đã chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ ngày hôm nay. Gia đình chúng tôi đồng ý cho hai cháu tiến tới lễ thành hôn. Trước khi dừng lời, tôi thay mặt gia đình xin cảm ơn quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể anh chị em họ nhà trai. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười hay những lúc vui vơ hơn ghen. Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em dù cách xa trong tim hoài mơ. Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi để bình minh trong anh thức giấc nhớ em. Viết nên bao câu chuyện mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu. Rồi bao đêm thầm mong mơ về em biết
chiếc bóng mong bên em dịu bước em đi. Ở trên con đường dài có hai chúng ta. Lê Hoàng, Phương Anh và Chí Cường. Tại khắp nơi chính thức được bắt đầu. Xin cảm ơn món quà đến từ anh Huyên và chị Nga. Chào tạm biệt chúc mừng quốc của anh và chị Cường hôm nay. Kính chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thành công trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. I'll wait for you, I promise you.
I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. And so I'm sailing through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. Toàn thể anh chị em đã có mặt trong buổi lễ đính hôn ngày hôm nay. Về phần một công việc lễ đính hôn cho hai cháu Chí Cường và Phương Anh đang hoàn tất. Sau đây sang phần thứ hai về thời gian. Ngày hôm nay là rất đẹp trời, ngày đẹp, tháng đẹp và giờ đẹp cũng là hợp với tuổi của cháu Phương Anh. Gia đình họ nhà trai chúng tôi tiếp theo xin có cái lễ trình với tổ tiên và bá yết tổ đường, xin cho cháu Phương Anh được làm dâu và đón dâu lần thứ nhất. Xin trân trọng cảm ơn họ nhà gái chúng ta. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể anh chị em họ nhà trang, trải qua quá trình tìm hiểu cùng với sự tác hợp vun vén động viên và được sự nhất trí đồng ý của đôi bên gia đình, hôm nay là ngày lành tháng tốt, tôi đại diện cho gia đình họ nhà gái nhận cơi trời xin dâu của họ nhà trai. Tôi cũng đại diện cho gia đình họ nhà gái nhận cháu Cường làm rể, làm con và làm thành viên trong gia tộc họ nhà gái chúng tôi. Gia đình chúng tôi đồng ý cho họ nhà trai đón cháu Phương Anh về bên gia đình để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Trước khi dừng lời, tôi thay mặt gia đình xin cảm ơn quý cô, quý ông, quý bà cùng toàn thể quý vị một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn các con đại diện cho gia đình và những vị đã thấy rằng đại diện hai bên gia đình của chúng tôi đã dành cho nhau một cái bắt tay thật chặt để bước đầu gắn kết tình thông gia của bên gia đình. Và chúng tôi cũng xin được kính chúc tình thông gia của bên gia đình chúng ta kể từ ngày hôm nay mãi mãi xanh tươi và đời đời bền vững. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mây mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối,
giờ hay hứa trọn đời yêu anh nhé. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my life, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer, hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. I try to read, I go to with my friends, but I can't stop to keep myself from thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And oh my love, I'm holding on. Trường xưa
cùng từng xe dây gốc cây chú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đường. Giờ đây chung trên mây ta cùng đón tương lai, ta cầm tay ta cùng vui say trên bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù gian khó dù mưa gió ta cùng đón ngày mai. Ta thường nghe sau cơn mưa là chiếc xe nắng lay. Như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa quan viên hai họ đối bên đã có mặt về dự buổi lễ vu quy ngày hôm nay của hai cháu Chí Cường và Phương Anh. Thay mặt cho nhà trai, tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể các ông, các bà, các bác, các anh chị cùng toàn thể các vị đại diện của hai bên bốn họ về dự buổi lễ cung kỳ ngày hôm nay với một lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, cháu Chí Cường của chúng tôi và cháu Phương Anh, hai cháu đã gặp nhau và có một thời gian dài để tìm hiểu, đã được sự nhất trí của hai gia đình cũng như là chính quyền của hai địa phương đồng tình và một cơ sở pháp lý để cho cháu được kết hôn lên vợ lên chồng. Vậy ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình họ nhà trai chúng tôi có sửa mâm lễ, trước tiên đến để bái hết tổ đường, sau đó dâng lễ lên và kính mong gia đình họ nhà gái chúng ta chấp thuận cái lễ xin dâu của gia đình họ chúng tôi. Và từ đó cháu Cường xin được làm rể của gia đình ông bà Trung Quỳnh, và tiếp đó là gia đình chúng tôi xin được đón cháu Phương Anh về để làm vợ của cháu Cường và làm con dâu của ông bà chính Trung ở bên quê, cũng là cháu dâu của họ Lê Trung Tôn. Được như vậy, hôm nay chúng tôi thấy sự đón tiếp của các ông các bà và nhà gái thực sự long trọng và quý mến. Trước khi ngừng lời, không biết nói gì hơn, xin kính chúc toàn thể các ông các bà về dự buổi lễ vu quy của hai cháu hôm nay một lời chúc sức khỏe và một lời chân thành nhất. Xin chân thành cảm ơn. Kính mời vị đại diện cho gia đình họ nhà gái cũng có đưa lời phát biểu. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể quý vị, tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác của cháu Phương Anh, đại diện cho họ nhà gái. Xin có lời chúc sức khỏe tất cả các quý cụ, ông, quý bà đã có mặt trong ngày hôm nay. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình họ nhà trai sang có lời thưa chuyện. Trước hết gia đình nhà họ nhà gái chúng tôi cũng xin cảm ơn họ nhà trai đã chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ ngày hôm nay. Tôi đại diện cho gia đình họ nhà gái nhận cây trầu xin dâu của họ nhà trai. Gia đình họ nhà gái chúng tôi cũng nhận cháu Cường về làm rể, làm con, là thành viên trong gia tộc họ nhà gái chúng tôi. Gia đình họ nhà gái chúng tôi cho phép họ nhà trai đón cháu Phương Anh về bên gia đình để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Trước khi dừng lời, tôi thay mặt gia đình xin cảm ơn quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể anh chị em họ nhà trai một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Chuông ngân lên
giờ thiêng liêng đến rồi. Mắt em long lanh, giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rồi. Nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hay. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại, minh chứng cho ngày vui nhất. Phút giây mong chờ, ngày hôm nay đến rồi. Lúc anh thức dậy, lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay, ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên, giờ thiêng liêng đến rồi. Mắt em long lanh, giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi. Nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại, minh chứng cho ngày vui nhất. Xa xa trong giấc mơ, anh vẫn luôn mơ đến ngày vui nhất. Và hôm nay, bầu trời trong xanh, thật nhiều ánh mắt chứng giám. Ngày vui nhất, thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại, minh chứng cho ngày vui nhất. Hai chiếc nhẫn kết lại, minh chứng cho ngày. Em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc, chờ em anh nhé. Em sẽ bước đến bên anh và nói, anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Tình yêu em xây đủ lớn để dù rời xa ta vẫn có nhau. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em? Đừng lặng im như thế, trả lời em đi, đừng bắt em phải mong chờ. Đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng, đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu,
Có khi xưa anh thích ta, mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng anh chờ em anh nhé. Em sẽ bước đến bên anh và nói xa ta vẫn có nhau. Thưa quan viên hai họ, sau một thời gian đã tìm hiểu và được sự đồng ý của hai bên gia đình, hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai đã có cơi trầu mâm lễ xuống xin phép họ nhà gái để được đưa dâu về làm dâu con của họ nhà trai chúng tôi. Thay mặt cho gia đình nhà trai, một lần nữa xin được cảm ơn gia đình nhà gái đã mất chút thời gian đưa anh về gia đình. Sau đây để tiếp tục cho chương trình hôn lễ, xin trân trọng kính mời vị đại diện cho họ nhà gái có lời phát biểu của cả hội. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, cùng toàn thể quý vị, kính thưa toàn thể hội hữu, người đầu tiên cho phép tôi gửi tới toàn thể quý vị một lời chào chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, tôi là bác của cháu Phương Anh. Tôi rất thân hạnh được làm vị đại diện cho họ nhà gái ngày hôm nay qua đây. Gia đình họ nhà gái chúng tôi cảm ơn họ nhà trai đã chuẩn bị tiếp đón chúng tôi vô cùng ấm cúng và lòng nồng. Tôi đại diện cho gia đình họ nhà gái xin trao gửi cháu Phương Anh về làm dâu, làm con và là thành viên trong gia tộc họ nhà trai bên này. Tôi cũng đại diện cho gia đình họ nhà gái chính thức nhận cháu Cường về làm rể, làm con và là thành viên trong gia tộc họ nhà gái chúng tôi. Và kể từ giờ phút này, hai cháu đã trở lên vợ thành chồng. Tôi xin chúc cho tình thông gia tốt đẹp mãi mãi bền lâu. Trước khi dừng lời, cho phép tôi gửi đến toàn thể quý vị một lời chào, một lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Kính thưa các ông các bà, đại diện cho hai họ bốn bên, kính thưa toàn thể các vị đại biểu đã có mặt về dự buổi lễ thành hôn hôm nay. Thay mặt họ nhà trai, lời đầu tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu đã về dự buổi lễ thành hôn của hai cháu. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa hội hôn, tôi được giao nhiệm vụ đại diện của họ nhà trai đi trên 100 km từ thủ đô Hà Nội về thành phố Hải Phòng và cùng với họ nhà gái để giao dâu, và chúng tôi nhận cháu dâu đó là cháu Phương Anh. Đến giờ phút này đã trở về tới hôn trường là hoàn thành nhiệm vụ nhận dâu, đón dâu và trao dâu cho gia đình ông bà trung chính là cháu dâu đã về đến nhà là trọn vẹn đầy đủ và mọi người phấn khởi. Thay mặt cho họ nhà trai, chúng tôi xin kính mời các ông các bà chúng ta về phòng trà hôm nay ăn trầu, uống nước, hút thuốc và mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đại biểu đã về dự buổi lễ thành hôn của hai cháu Chí Cường và Phương Anh. Chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long. Xin chân thành cảm ơn hết. Bao lâu rồi ai đâu hay,
ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư nơi. Thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em và bạn bè, hôm nay là ngày để đưa dâu và đã hoàn tất cái thủ tục để đón dâu từ Hải Phòng về đây. Thì ban tổ chức vừa rồi cũng đã có việc về phía gia đình nhà trai, cũng xin chân thành cảm ơn các cô, các ông, các bà và anh chị em và bạn bè đã tham dự để đưa dâu về đến gia đình. Nhân dịp này cũng gia đình chúng tôi cũng xin chúc các cụ, các ông, các bà và anh chị em luôn luôn mạnh khỏe và tràn ngập những niềm vui. Cũng nhân dịp này thì vợ chồng tôi cũng có một chút quà kỷ niệm cho con trai và con dâu. Xin được cảm ơn các cụ, các ông, các bà. Từ nắng ấm là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm. Trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới, phút giây ta trao nhau tình yêu ấy. Giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ôm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Từ ánh mắt anh đã trao nụ cười khẽ ngại ngùng, anh nói mình cầm tay nhé, đưa
qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không còn nước mắt đêm về một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Xin được kính gửi tới tất cả quý vị khách quý lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn quý vị, kính thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng lên sân khấu để cùng chào đón sự xuất hiện của chú rể Chí Cường bằng những tràng pháo tay giòn giá nhất của tất cả quý vị. Xin mời. Vâng ạ, thưa quý vị, chú rể của chúng ta có vẻ chưa được tươi lòng. Và những tràng pháo tay của quý vị chắc chắn sẽ lớn hơn nữa, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, là bây giờ là thời khắc mà tất cả quý vị chúng ta đang mong đợi. Xin mời quý vị cùng hướng về cửa lớn để cùng chào đón cô dâu xinh đẹp Phương Anh cùng với người cha thân yêu của mình. Thưa quý vị, cô dâu Phương Anh đang trong vòng tay ấm áp của người cha thân yêu. Người cha ấy sẽ đưa con gái một chặng đường ngắn nữa. Chặng đường còn lại, ông trao hết niềm tin vào cho chú rể Chí Cường, cùng với những lời nhắn nhủ ân cần, những lời chúc tốt đẹp khi hai con về chung một nhà sẽ luôn yêu thương nhau. Và chúng ta hãy dành những tràng pháo tay để cùng chúc mừng hạnh phúc. Và thưa quý vị đang đến sân khấu, chúng tôi xin được trân trọng và hân hạnh giới thiệu về phía nhà trai có ông Lê Đắc Chính và bà Nguyễn Thị Kim Trung là song thân của chú rể Chí Cường. Cũng xin phép được trân trọng và hân hạnh giới thiệu về phía nhà gái có ông Ngô Ngọc Trung và bà Vũ Thị Quỳnh là song thân của cô dâu Phương Anh. Một lần nữa chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật lớn thay cho tiếng pháo chúc mừng hạnh phúc. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, tôi đại diện cho hai họ xin cảm ơn sự có mặt hiện diện của tất cả các quý vị ngày hôm nay, và cũng nhân dịp chuẩn bị đón một năm mới Giáp Thìn, thay mặt cho hai gia đình chúng tôi xin gửi lời chào và chúc sức khỏe trong một năm mới vui vẻ, an khang, thịnh vượng. Và nhân dịp ngày hôm nay, chúng tôi hai gia đình có tổ chức một bữa cơm thân mật để mời các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, anh chị em và các bạn. Rất mong các ông các bà ta nâng cốc để chúc mừng hạnh phúc cho hai con Chí Cường và Phương Anh. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, trăm năm ước nguyện chung tình, trên trời dưới đất có mình có ta. Thưa quý vị, chiếc nhẫn cưới tuy nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa rất trọng đại trong đời sống vợ chồng. Kể từ ngày hôm nay, chú rể Chí Cường và cô dâu Phương Anh, họ đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Xin được lắng nghe những tràng pháo tay chúc mừng hạnh phúc lớn nhất của quý vị được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. We'll always love you.
that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. All you dreamed of, and I wish it.